Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với game RPG mới của mình. Game này có tên là Nhạc hay vãi của cứ. Không, nó không có một cái nỗi gì được, bản thân mình lên tiếng to quá đấy, các bạn hay comment ý kiến ở dưới để có thể bắt đầu. Chúng ta hãy bắt đầu với Fighting Party sẽ gần như là To The Moon ấy. Có vẻ là như vậy. Khung cảnh khá là yên bình. Quẩy tránh một con sóc tí nữa chết. Mà đầu khá là tất đẹp đấy. Cái con gì vậy em hả? Đó là cách để bảo toàn mạng sống tất cả, bao gồm con sóc. Nó không học tập được gì hả? Hay mình nắm chúng ta thôi. Lo gì? Lo là lo gì? Ra gặp tí. Có phiền không? Có à, vào mấy em một cái tay toàn mít thái. Hết xoài thái còn có cả mít thái nữa. Bọn này lái xe đâu vậy? Wow, có vẻ ngon nhỉ. Nhạc hay vãi. Nhạc cái gân quen. Thông thái. Thông thái. Nó lè thằng táo đó kìa. Nó sao lại cua được cái quả xe thần kỳ đấy. Ồ, oh, hai đứa trẻ chơi. Ồ oh. Con này ra có vẻ đen này. Wow, xem cái ô tô, mô tô gầu chứ kìa. Nó có gì mà xe máy này nhỉ? À, chúng ta đây để thăm người chết chứ mà để thăm. Nghĩa sao? Sắp chết khác nhau đấy. Ừ thì cứ cho là đi lên nào. Cuồng đấy. Ờ, sao nó đi? Ồ, giờ mình điều khiển được rồi. Không như vậy, đi không có bên trong mình sẽ ở quầy mất. Không có gì. Tại tôi quên rất không để ý là tôi phải lấy cái gì. Năn thôi. Gì cơ? Quay ra từ nào chút gì đấy. À, chút nào. Hey, hai thằng bé có cần nghỉ giúp không? Thằng nào thì mình cũng trả hư vào đây thôi. Này em chưa gì thế. Chị ấy kia đang vô bụng. Kia là chị à, mãi mãi cứ tưởng là anh cơ. Kia nó còn có bộ quá chứ còn có bóng à. Hai con này mình xem tui ra mua này còn lại cãi nhau suốt. Đây thằng mẹ này rồi. Sao? Ừ, có đúng là gấu bông em đấy à?
Thấy mị bro chưa? Sao? Ý ông là sao? Ông dừng cuối cùng là xuống hồ nước. À, ông con thế bị kiện vì... Yay! Vãi thật! Bác nhân mình lên nào con kia giúp thì nó ổn hơn đấy. Kiểu như con cá vậy. Tôi phí thời gian vào cái chỗ này quá. Khi này mình không thể giữ xin để trai được. Này không có sống hay được. Sao tôi phải đi đâu? Ở đây. À, bạn vẫn đi theo núi này à? Hóa ra đây là một cái nối đi. Vậy mà tôi nó còn tưởng nó là cái bài thác. Nghỉ ngơi thôi, đây là nơi chúng ta cần đến. Vèo. Anh đeo phải đi đường này sao? Mới không thể giữ ship được chạy nhỉ? Thẻ nhìn mà cái chọc nó ruột vãi là ấy. Nên là bạn ơi, đây phải, đây là nơi bạn cần đến không vậy? Bạn ạ. Sophia, xin chào. Xin chào. Tôi là bác sĩ Rosanene và bác sĩ Watt đến từ Sigmund. Con đến đây thật à? Không đến đây thật vậy. Sao chúng tôi đúng giờ? Bác có để chúng tôi vào không ạ? Con mụ này vô duyên vãi, nó còn bảo là đến đây thật cửa. Ông phải chẳng nhẽ nó gọi cho choi mình à? Là sao? Ông vừa đến đây nhà con mà hình rõ à? À, nếu bà làm về cái đấy thì cũng phải coi tuyến tiếp là bà ấy cũng sống sắp chết. Rồi tổ chức ra ngoài đâu. Không tưởng tượng. Thằng này nó khỏe thật đấy nhỉ. Nó giữ suốt được trong bằng những tiếng. Ê, tìm lại. Xin chào, tôi là giúp cho mọi người. Tôi đến đây anh đặt cái đo số đăng ký bác sử của tôi. Làm này. Nhạc game này hay phết đấy. Đến cái game gì mà ai đó hưởng sao anh biết. Đến đây là lần thứ 2 trong tuần công chị có công ty anh chị đến thăm. Lần này là gặp ai đây? Colin Red, anh biết là một ý chứ. Ông khi công về hưu có ông ấy tấm thần kia cùng. Cái nhiệm vụ của con này là làm cho những người chết ảo tưởng sức mạnh đến nỗi chết. Với cơ bản thì nó là như vậy. Ôi xin lỗi về mình ra bôi nhỏ game. Khổ quá, cứ nhấn vào cái thang máy thì bay lên luôn thì khổ quá. Thế... Có chút chống ở sau kìa bạn. Đúng là vợ chồng. Đúng. À, cô về nặng này. Tùy người thôi. Con này da có vẻ làm đen hơn nhỉ. Si Rosania phải không? Bà bác sĩ Watt. Vâng, chúng tôi đến đây vì cô Ni. Cảm ơn vì đã đến. Nói này, có nhất thiết phải lạnh con mẹ đánh gạp phải không? À thế ta vào phải lẽ thèm chào luôn. Bà này bà tức cái gì à? Vào đây vào quay đi. Màn 1. Nói cho em nghe anh muốn thay đổi điều gì. Như là sao? Con điểm kìa. Thật chỗ này đẹp.
Lại tao khóc đi theo tôi. Mày có lẽ tao nói hết câu không? Mà thằng Vinh luôn tôi thích. Đi thật không? À, ra rất trời đặt cái thùng này xuống. Cái đi theo con nhoàn tiền nào. Ô cái tivi kìa. Mình không cải nhấn enter hay là bất cứ một cái gì để có thể phòng này mà. À đây đây đây. Hai người hẳn là đến đây vì bố tôi. Chuẩn. Nó khác với To The Moon nhiều phết đấy. Mình cứ tưởng cái đoạn này là giống To The Moon thì nó chán chết đấy. À đi à. Nói đi. Không nên quấy lại ông ấy trong khi tình trạng này. Được rồi chưa? Quấy lúc nào cũng nói cho tôi. Tôi vào phòng thì sao được không nên. Xem rút cái máy ra tim của ông ấy ra nào. Ok chúng ta bắt đầu về luôn đi rồi mình không thích. Vâng, xin đợi một chút. Bởi vì là mình là người khác đến nhà của người này mà mình lại đi thăm thú linh tinh thì cũng không được. Khác thế à? Có đủ không? Sao anh hỏi câu đó vậy? Sao đâu mà? Nhưng trước tiên anh chuẩn bị tinh thần cho nó mặt khúc biển hoành tráng. Cái máy xịn bồn. Mình cũng muốn có cái máy tính như vậy. Cái này mà biết nó đi thân trụ sở của tôi. Tôi quan tâm thừa đáng lo ngại. Nó nói chúng tôi làm việc này suốt. Không có như anh đến nếu hỏi tôi. Vậy hát nhận được sao? Không làm được thì bọn tao đến đây làm cái vẹo gì. Hả? Cái gì cơ? Con này nó nói như kiểu nó khinh mình hay sao ấy. Không thì bọn tao mang cái tiếng gọi là thay đổi tương lai một cách gì nhỉ? Ông ấy chẳng biết là nó giả đâu. Nó là ông ấy. Ông ấy không nói với chúng tôi. Ông ấy bảo làm điều ước không ảnh hưởng gì đến chúng tôi vì không là... Vậy thì mình làm việc kiểu gì? Làm bí phết. Có toàn như đọc thừa chứ. Vừa mà rồi mà. Mà nhất đấy, thấy ra tận đấy đó đâu rồi. Nó không ngồi trong thùng à. Nó bỏ ngoài xe rồi. Nhưng mà nó khởi động. Ok, bác này đi. À, ai đó sẽ phải nhìn thấy thôi. Và người đó có thể là bà đấy. Bọn này nồng nghiệp với nào cãi nhau ghê đấy. Nhưng mà muốn đây nó quên nữa à. Nó cũng gần đây mà. Nâng cấp hệ thống rồi nó như đang tự điều chỉnh luôn. Rồi tốt tiết kiệm thời gian. Và thằng viên luôn thử. Thằng hoàn nào đấy. Ai tôi nhận ra anh. Bác sĩ ứng là rồi nhỉ. Mặc dù không phải bác sĩ Winter và bác sĩ Nhi đều ra được ngày sau. Nhưng nó bà bị kín lịch rồi nhưng mà tôi nhận thay. Đúng hay để đó. Nhà máy thay hóa ra hôm nay bọn họ đã không có gì làm. Nhưng tôi đoán là có người như vậy thì không bao giờ biết được giờ lắm. Tôi đi kiểm tra bệnh nhân đây. Có đâu mà đi nhiều đâu không? Ta phải đi lấy cái tập giấy đấy à? À, chị vậy. Muốn lần trước vào thì chị sẽ xếp vào cái buổi đấy. Nếu mà lần trước thì rất là nhận đi. Nên em không phải để mà xem. À chuột phải. Chuột phải có gì đâu. Ok giờ mình có cái nhịp tim trên kia luôn.
Ok, giờ mình sẽ có thể để tiện hơn rồi đấy nhỉ. Đi đến trời ơi, 15 phút đầu tiên tôi đang làm cái gì vậy? À, nó phải chế độ tôi không được chỉnh rồi. Được luôn. Tất nhiên rồi, tất cả khẩu tôi mục đích duy nhất là tôi dành ra đi thôi. Như thế là tôi phải đi tìm thông tin lan này của nhân. Và đã hai bắt luôn nhá. Con bé kia nó về đây rồi này. Bị sốt ruột vãi gái thẻ. Mùa này mình nó lại chắc nó lại định đoán chuyện mình đấy. Tại sao tôi lại bị chặn lại bởi một cái bông, một cái hoa vậy? Bạn có nha. Ở thôi thì tốt đấy. Bác sĩ sẽ làm Winter. À, trong phòng ở, nó làm những sửa thằng máy. Thằng không hiểu đâu, vì lúc nào có thêm lập tức mở cửa cho cậu. Tôi phải trả thằng máy vậy à? Giờ còn nói chuyện nhảm thì bao giờ phải xong phải chưa? Được rồi ạ. Cái này, nếu tớ không sao bệnh nhân có thể giúp tớ được không? Được rồi, về yêu tớ giúp chút nhá. Nhiệm vụ hoàn thành. Nè, học sinh ngồi trong xe. Rồi, sau đây, tôi muốn sang qua đây. Ồ. Vậy thì hồng của tôi bị khóa như cô ấy, có thể cho máy in vào phòng chính. Thì đang chơi Rose. Rồi, tôi đang trên bài việc Neo. Thì đang hướng sang ca nó và Phan, bà làm việc của Neo. Trước hai người chờ tôi, nhờ tôi này giấy tờ mà, phải không? Hách ổ điện, khóa điện, rễ như cắt bờ, kỳ. Ồ, có cái gì bí mật kìa. Wow. Giúp giờ đeo chiếc máy. Không xấu. Người không có nhân vô trái kinh dị. Có cái gì đó mà nó xe an toàn nhé. What the fuck, nà ní the fuck. Nhưng sao con kia tìm được cái gì trong phòng đấy à?
Cứ để nhà thằng kia. Nâu vãi. Đây cái đoạn đầu game nâu vãi thật sự. Ở nào ở đó. Tôi nhớ họ còn xấu hổ bức ảnh nó lắm. Nó rất là khá ngọt ngào. Ở thứ hai này hoàn chỉnh tới à? Sắp biết là sắp bắt súng. Chúng tôi trồng cái này cái nhà nó không nổi. Tôi đã chắc chắn là trồng gia đình gì đó. Thằng chó khốn nạn vãi. Đi vòng quanh nhà luôn. Wow. Bản giao hưởng số năm của Beethoven dùng để ru ngủ trẻ con. Hay lắm, hay này. Cái này hay, hay bồi. Có đồ nữa kìa. Hàng ngon thật. Ờ, nó của bố tôi đấy. Ôi, từng lòng phi công ra cái góc nhìn của mình. Gì đấy? Mấy cái này có thể cần cho việc à, chúng ta cũng chơi chuẩn bị cái gì đấy. Đây là cái gì? Đây là chút từ xưa. Tôi sẽ qua xem của cái này một chút. Tốt ghê nhỉ, không như bà kia lạnh và là. Wow. Ánh mắt đẹp. Mày kêu vụ gì hot rồi. Thank you.
Thanos được bản scan chưa? Chưa, có bản lấy tay chưa tay. Mà không biết nó xem mà nó hơi tương tự. Hoàn nó đăng ký Eva. Bọn này đời mũ đăng nhập thế giới SAO à? Sao? Số 1 ăn bằng này. Chuẩn bị nào, chúng ta sẽ đăng nhập vào thế giới game GO. Sao sao nó chẳng có gì để chờ đợi cả. Còn đã. Khi bắt đầu anh biết anh sẽ làm gì trong đó. Tôi sức khỏe có kêu mật kiện đều ước vậy thôi. Tôi tưởng anh biết rồi chứ. Tôi có biết điều đó nhưng gần như thế nào hay thật sự sẽ làm gì. Ý cái này con chú tiên của anh đang ổn định như thời gian mới đang đến được. Không biết chuyện xảy ra nhưng chắc cho chúc may mắn. Mắn thật, thành công một số rồi chú đã đâu rất chuyên nghiệp. Đó hay đấy. Các em lại ở bên kia. Yep. Sở tạo du hành ký ức bắt đầu trong 3, 2, 1. Sao cái chỗ này không sáng đi vậy nhỉ? Đăng nhập. Chức năng mới. Hãy xem đây. Yeah. Sửa đổi nhân vật. Uầy. Cái này hay này, cái này hay này. Vãi thật. Nghĩ gì? Tôi hỏi là sao ông lại nhìn tôi như vậy? Tính trưởng này à? Mình chỉ đúng thôi. Không, mấy cái kiểu tóc này nhìn xấu vãi, tóc thẳng dài này đẹp nhất rồi. Có nhất thiết là phải thêm râu không? Nó không cho mình đổi màu da nên là mình chịu rồi. Với lại ít kiểu tóc quá. Vị trí thời điểm kiếm người ta được xem bằng cách đưa chuột lên kiếm trên màn hình. Chúng ta là đỡ đánh thất bại. Còn lại tàng hình thì sao? Ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của Fighting Balea đi xe. Đối với tương lai, thì đến tương lai. Ta sẽ vậy là
cô hãy tìm tìm ký ức của chúng ta là xe dừng máy tại đây. Xin tạm biệt các bạn, các bạn, các bạn hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ kênh của mình để mình có động lực làm video và rồi được 12 sớm vui bãi. Bye bye.